Quý vị tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo yêu cầu chung của chính phủ của tỉnh. Thời gian qua, mỗi huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn có những giải pháp chống dịch riêng phù hợp với hoàn cảnh thực tế và năng lực nhân sự tại chỗ. Mô hình tổ phản ứng nhanh với dịch COVID-19 của thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc thành lập vào ngày 3 tháng 4 năm 2020. Trong thời gian Bà Rịa Vũng Tàu cùng với cả nước bước vào giai đoạn chống dịch quyết liệt với chỉ thị 16 của chính phủ, và mô hình này đã phát huy hiệu quả rõ nét. Tổ kiểm tra xử lý trong thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19 được Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc thành lập ngày 3 tháng 4. Tổ có sự phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, văn hóa thông tin, thống kê, tư pháp và các đoàn thể. Ngày 2 buổi, sáng và chiều, tổ thực hiện phát loa tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định, yêu cầu phòng chống dịch, đồng thời kiểm tra xử lý mọi trường hợp vi phạm. Ngoài ra, khi có phản ánh của người dân liên quan đến dịch COVID-19, tổ phản ứng nhanh, lập tức cử thành viên đến tận nơi tìm hiểu xử lý hoặc tham mưu kịp thời cho chính quyền hướng xử lý phù hợp. Từ ngày đi vào hoạt động đến nay, tổ phản ánh nhanh đã xử lý 18 trường hợp vi phạm như không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người. Qua thực hiện thì chúng tôi nhận thấy là cái kết quả là thật sự là rất khả quan. Bởi vì cái lực lượng này đi ấy thì có loa tuyên truyền, có các cái lực lượng cùng phối hợp để thực hiện. Và đến nay thì toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn đã hiểu về cái phương pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng và xã hội trong vấn đề này. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của tổ phản ứng nhanh với dịch COVID-19, thị trấn Phước Bửu, dù là khu vực trung tâm huyện Xuyên Mộc với nhiều điểm vui chơi, dịch vụ ăn uống, nhưng tinh thần chấp hành quy định phòng chống dịch của người dân địa phương rất cao, nghiêm túc. Chúng tôi ở đây thì thường xuyên là nghe tuyên truyền của xe ủy ban thị trấn, ngày nào cũng đi, rồi công an cũng đi nhắc nhở. Nên chúng tôi vẫn cố gắng là đây tập thể dục, nhưng mà ai cũng đeo khẩu trang, rồi đeo tay, rồi che mặt, rồi ai cũng giữ khoảng cách. Tối nào là đoàn cũng đi để kêu gọi người dân không tập trung đông người. Em thấy tưởng chứ giờ em thấy tối nào cũng vậy và mọi người đều chấp hành nghiêm túc. Sau ngày 15 tháng 4, tiếp tục thực hiện văn bản 3668 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc cũng tiếp tục duy trì hoạt động của tổ phản ứng nhanh với dịch COVID-19. Mỗi ngày, tổ lại tích cực kêu gọi, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định khuyến cáo về phòng chống dịch để cùng với huyện, với tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh một cách bền vững.